Cũng như mọi lần, hôm nay mình sáng nay mình lại đi dạo này, tâm sự một chút về tình hình corona. Thì các bạn đừng mắng mình nhá, mình đi dạo là mình đi vào cái con đường nó gần nhà mà nó không có người qua lại, nó rất là vắng vẻ, không phải là đông người, mà không có người qua lại chứ không phải là đông người trên. Các bạn đừng mắng, có bạn thương yêu mình ấy bảo mình là đừng có ra ngoài, không sợ chết chứ sợ ấy, sợ mà cứ ra ngoài, nhưng mà có ai mà chả sợ chết, đừng có nói nhau nặng lời như thế. Thì trước tiên vào tâm sự của cái corona này thì mình muốn nói đôi lời là mình rất rất là cảm ơn các quý vị anh chị và các bạn các cháu đã thương yêu mình, và trong cái thời gian vừa qua ủng hộ mình, đăng ký kênh cho mình. Đến bây giờ là gần 2.000 người đăng ký rồi. Còn cái giờ xem thì vẫn còn thiếu lắm, bởi vì nhiều nhiều bạn, không phải là một bạn mà nhiều bạn là vào là không đến nơi đến chốn. Độc có vào chỉ được giây, mấy chục giây xong là ra thôi. Thì mình đã nói cái này rất là nhiều rồi các bạn ạ. Các bạn nào mà nếu mà không hứng thú vào, mà vào lấy lệ như thế thì đừng vào. Vào thế làm hỏng hết cả kênh. Không phải hỏng của mình mà hỏng cả của các bạn. YouTube người ta không chấp nhận những cái đây đâu. Nếu mà dễ dàng như thế thì ai mà chả làm được. Ai mà không làm được các bạn. Nó không phải đơn giản như các bạn nghĩ như thế đâu. Nên là người ta cái gì nó cũng có luật, kể cả luật rừng cũng còn có luật các bạn nhé. Em bạn nào mà vào mà hứng thú mà vào thì làm cho nó đến nơi đến chốn, mà không thì thôi. Mình rất là hân hoan chào đón, giang tay đón các bạn, nhưng mà các bạn phải nhiệt tình, các bạn phải đến nơi đến chốn. Các bạn cho đi thì các bạn sẽ được nhận lại, mình trả lại rất là hậu hĩnh. Mình bởi vì mình trả lại nó chậm, nhưng mà các bạn đừng lo, sớm muộn thì các bạn sẽ nhận được, bởi vì mình đến nơi đến chốn lắm, cho nên mình chậm. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải bận trông cháu cho con mình, chứ mình không có cả ngày ngồi YouTube được, cho nên là các bạn thông cảm nhé. Còn các bạn nên nhớ rằng cái thời buổi corona này nói thì không phải là ấy đâu, dại mồm dại miệng, nhưng mà mình nói thật, cái corona này thì cầu mong làm sao mà mình vẫn gặp nhau hàng ngày, vẫn tất nhiên là không nhìn thấy mặt nhau, nhưng mà vẫn nghe tiếng nói trên màn hình, vẫn gặp nhau, vẫn thân thiện, vẫn cô cháu hoặc là chị em rất là thân thiện. Thì cũng cầu mong làm sao mà tất cả mọi người bình an và vượt qua cái dịch bệnh này. Nó không khác gì là đánh giặc các bạn ạ. Đánh giặc nó còn ít chết hơn như thế này. Cho nên là mình muốn nói một câu rằng mình cùng giúp đỡ nhau, cùng tiến bộ nhé các bạn nhé. Thì mình rất là nhiệt tình, mà cớ sao mà các bạn có bạn không nhiệt tình với mình thế nào. Vào này cứ vào như thế, mệt mỏi ghê ấy, mà mình nhìn thấy là mình không muốn trả lời đâu. Mình không muốn trả lời những cái bạn mà không tận tâm tận nghĩa với mình đâu. Các bạn cho đi thì các bạn sẽ được nhận lại chứ, tại sao lại cứ như thế, chán lắm cơ. Mình nói rất là nhiều rồi, mình rất là bức xúc các bạn ạ. Bây giờ cái tình hình dịch bệnh như thế này, không biết gì rồi đây thì chúng mình còn đông đủ cả để mà làm YouTube để mà gặp nhau nữa không? Mà tại sao mà nhiều bạn lại cứ như thế? Mình rất là buồn. Các bạn nên nhớ rằng làm YouTube đã là khó rồi, làm YouTube rất là khó. Bây giờ bảo vệ kênh, ủng hộ nhau để cùng tiến bộ thì tại sao các bạn không làm? Mình rất là nhiệt tình, rất là tận tâm tận nghĩa với các bạn, mà tại sao các bạn không nhiệt tình với mình? Mình các bạn vào với mình chậm trả lời, thậm chí đến một tuần mình chưa trả lời, bởi vì mình rất là cẩn thận, mình làm đến nơi đến chốn nên nó hơi bị lâu. Hơn nữa là mình cũng phải mất thời gian trông cháu, nên mình không phải lúc nào mình cũng ngồi mình trực. Các bạn vào mình trả lời, nhưng mà các bạn yên tâm, các bạn cho đi các bạn sẽ được nhận lại, sớm muộn thì cũng sẽ đến tay các bạn ạ. Các bạn nên nhớ rằng làm một cái kênh YouTube này rất là khó, chưa vào làm thì không biết, cứ tưởng là ngon ăn,
Nhưng mà vào làm rồi không đơn giản một chút nào các bạn ạ. Không đơn giản một chút nào. Trên mình cố gắng nhiệt tình với nhau các bạn nhé, cố gắng nhiệt tình với nhau, không mất gì câu nói cả. Người ta bảo chẳng được miếng thịt miếng xôi thì cũng được lời nói cho tôi bằng lòng. Rất nhiều người, rất nhiều các cháu, các em là cũng rất là nhiệt tình, tận tâm, tận nghĩa, là vào với cô và nói những cái câu nó re nét, rất là nét, rất là yêu, rất là yêu, rất là đáng yêu. Nhưng có những bạn thì vào nó không được lành mạnh cho lắm. Bây giờ mình già rồi các bạn nhé, mình có con, có cháu rồi, không phải là trẻ trâu, không phải là lên ba, mà cũng có bạn cũng thế, cũng già rồi. Mình cũng không lên. Mình nói thật, mình không phải là người mà học cao, trông rộng lắm. Nhưng mà mình cũng là con người cũng có hiểu biết, cũng biết như thế nào, đâu là lẽ phải, đâu là không. Cho nên là mình nói đây, những cái các cháu, các em nào mà không phải thì đừng có bực mình. Mà nếu như phải ai thì người ấy lên là rút kinh nghiệm các bạn nhé. Nên rút kinh nghiệm đi chứ. Mình có trêu chồng ai đâu. Mình không trêu chồng ai cả. Thì đừng ai mà trêu chồng lại mình ấy cả. Nói năng với nhau cho nó được nét một tí. Thì mình rất mong các bạn là xem hết video ủng hộ mình nhé. Ủng hộ mình. Mình cái... đăng ký thì gần 2.000 rồi, nhưng mà cái giờ xem thì nó còn quá thấp các bạn ạ. Hôm nay rất là lạnh, buổi sáng là mình vẫn ra ngoài, cái khu vực gần nhà mình ấy là nó không có người qua lại, nó rất là vắng vẻ. Thì mình vẫn đi và đang cầm máy đây, đang bước hết cả tay đây. Thì mong làm sao mà các bạn xem hết video và ủng hộ mình nhé. Cái thời buổi nếu như loạn, có thể nói là loạn lạc chiến tranh thì nó khác, nhưng mà đây là loạn lạc bệnh tật, cũng có thể dùng được là cái thời buổi loạn lạc các bạn nhé. Mong sao mà mình vẫn gặp nhau trên, không gặp nhau ở ngoài đời thường, nhưng mà gặp nhau ở trên màn hình, vẫn nghe tiếng nói của nhau. Mong sao hàng ngày mình vẫn gặp nhau, đừng thiếu một ai. Và cầu mong cái chiến tranh loạn lạc này nó sớm qua đi để mọi người được bình yên. Nhưng chứ còn như thế này á, nó gọi là chiến tranh toàn cầu, mà chiến tranh không súng đạn các bạn ạ, rất là khổ. Rồi đây rồi cái kinh tế nó cũng sẽ là khó khăn, hao hụt. Thế nhá các bạn nhá. Các bạn càng, nhất là loạn lạc này, mình càng phải thương yêu nhau hơn nhá các bạn nhá. Ok, bye bye các bạn nhé. Các bạn cố gắng là like và share và đăng ký cho mình nhé. Cảm ơn các bạn, rất là cảm ơn. Bye bye các bạn nhé.